phát hiện thi thể một phụ nữ Indonesia trong bụng con trăn dài 5 mét. Người phụ nữ ở tỉnh Nam Sulawesi mất tích đêm ngày 6 tháng 6, không trở về nhà. Thi thể của cô được tìm thấy sáng hôm sau trong bụng một con trăn lớn, dài 5 mét, theo AFP. Người chồng và dân làng Kalempang đã phát hiện thi thể người phụ nữ bên trong con trăn dài 5 mét. Truyền thông Indonesia hôm 8 tháng 6 đưa tin một phụ nữ đã bị con trăn dài 5 mét nuốt chửng ở miền trung Indonesia. Nạn nhân được xác định là Farida, một người mẹ 4 con, hiện 45 tuổi, đến từ làng Kalempang ở tỉnh Nam Sulawesi. Hôm 6 tháng 6, Farida nói với chồng rằng cô sẽ đi bán ớt cho một người thu gom. Không thấy cô về nhà, chồng và người thân đã đi tìm, trưởng làng Kalempang, ông Sudi Rosi, nói với trang tin tức detik.com. Sáng hôm sau, một con trăn được phát hiện gần đồ đạc bị vương vãi của người phụ nữ. Cùng với một số dân làng, chồng của người phụ nữ đã giết con trăn và mổ bụng con vật và phát hiện nạn nhân bên trong. Mặc dù những sự việc như vậy được coi là cực kỳ hy hữu, nhưng một số trường hợp thiệt mạng do bị trăn nuốt chửng đã được ghi nhận trong những năm gần đây ở Indonesia. Năm ngoái, một con trăn dài 8 m đã bị người dân ở quận Tinangia, đông nam Sulawesi giết chết sau khi người ta phát hiện nó siết cổ và ăn thịt một nông dân trong một ngôi làng. Năm 2018, một phụ nữ 54 tuổi được phát hiện chết bên trong con trăn dài 7 m ở thị trấn Muna, đông nam Sulawesi. Một nông dân ở Tây Sulawesi đã mất tích một năm trước đó. Thi thể của ông được phát hiện trong bụng con trăn dài 4 m tại một đồn điền dầu cọ,